Rồi bây giờ các bạn, chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một cái bộ mình mới mua, cái một cái găng tay siêu nhân ở trên Shopping các bạn. Thì cái giá này luôn ship hàng về tới mình là tiền thu hộ luôn, là tầm 100 ngàn các bạn. Mình thấy cái bộ tay bao tay này rất là ok nên mình có mở hộp ra thì cho các bạn xem luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đập hộp cái đập cái bao tay này các bạn. Mình mua ở Lazada nha. Đây mình đặt hàng mới vào cũng ngày hôm qua, mình chưa có làm video cho bạn xem kỹ được. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp cái này ra cho bạn xem nha. Đây, bây giờ sẽ khui hộp cái hộp này ra. 100k. Rồi, để mình dựng cái máy lên cái coi. Đây, bây giờ mình sẽ đập hộp cái găng tay này các bạn. Thì mình cái này mình mua trên Lazada là tao có 100k thôi. Cái này rất là xịn, rất là tốt, nó có cái bao da các bạn, có cái nguyên phim mũ các bạn kéo ra nha, của Rò Bé Cơ. Đây thì cái này có cái bao da đây, cái mũ, cái mũ này các bạn bỏ vô để giữ lại cũng được. Cái này là XL các bạn, các bạn cứ mua cái loại lớn nhất đi, đeo mang cho nó rộng nó thoải mái. Các bạn mua mấy hàng size XL, L gì đó nó rất là chặt lắm. Đây XL các bạn cứ lấy cái cỡ XL đi. Thì ở trong đây có cái size cho các bạn chọn nè, để một hồi mình quay cho các bạn xem. Bây giờ mình chỉ các bạn chọn size, còn bây giờ mình sẽ thử đeo cái găng tay này vô nha. Đây, đây các bạn thấy chưa, đó 100k với cái mình thấy là cái này hợp với số tiền bỏ ra các bạn, rất là tốt. Đây đó, các bạn cứ mua cái loại là nó có XL đi. Cái này Rò Bé Cơ các bạn, Rò Bé Cơ thì lúc trước ngày xưa mình mua tới 200 mấy các bạn, 260, 27 mua trên Đại Đạt á, còn bây giờ Lazada có rồi, cứ mua trên Lazada. Thì cái này có cái gù này nó không phải là bằng carbon, nó là bằng nhựa thôi, mà cũng rất là cứng các bạn. Cái này nó mài rồi, để thử mình mong cặp vô. Đây trong đây có cái tem Rò Bé Cơ size XL. Đây thì rất vừa các bạn, hỏi mình mua một cái cặp kia là nó bị ngắn cái này các bạn, nó bị ngắn cái này nè, cái bạn áo không tới đây nó bị nóng, rất là nóng cái tay. Còn bây giờ cái Rò Bé Cơ này nè, nó cái này là inox nè các bạn, lúc trước mình có mua một cái rồi. Đây đây viết trên đây nó có mấy cái gù, cái dạng như cái gờ để mình tay lái mình chạy á, thì nó ôm vô cái tay lái nó dạng nữa bạn, thấy có cái gờ nè như một 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 á. Thì ở đây là như công bao tay siêu nhân, nó có mấy cái lỗ để là thông gió vô đây. Rồi các bạn để mình quay lại cận cảnh cho các bạn xem. Đây, mới đập hộp cái con này nha. Rồi để mình quay lại cận cảnh cái bao tay này cho các bạn xem, nó rất là chắc chắn các bạn, rất là chắc chắn luôn, rất là thích. Tại vì mấy cái lỗ này là lỗ gió nè, thông gió nè, lúc bạn chạy gió sẽ đưa trong đây, nó sẽ dạng bộ tay mình không có nóng, cái tay mình không có nóng được. Rồi để mình sẽ quay lại chi tiết rồi cái bao tay cho các bạn xem. Đây bạn thấy chưa, nó có mấy cái gờ đây, cái gờ này để nó sẽ bám vô cái tay lái của mình. Cái đường may rất là chắc chắn, rất là tốt, mình hài lòng với cái này. Thì cái này là cái lỗ thông gió đây các bạn, nó để cho nó gió mát vô cái tay của mình đó, nó không bị nóng. Đây với cái gờ, cái gù này á, là nó bằng nhựa thôi chứ không phải là bằng carbon. Thì nói chung là 100 ngàn các bạn bỏ ra, các bạn chạy xe này mua về các bạn cứ đeo vào tay đi, thì nó sẽ an toàn. Tại lúc trước mình té các bạn, nó bị đứt gân luôn, mình không có đeo vào tay này nó bị đứt gân hết mấy ngón. Thì nói chung là bây giờ này, mình đi đâu cũng mang cái này vô hết đó, rất an toàn, cảm thấy rất an toàn luôn. Một phần là nắng nó rất là tốt nữa, nó không bị nắng cái tay của bạn. Đây đây là cách để chọn size. Rồi đây là cách chọn size các bạn, nó size có loại size XXL nữa nè, nhưng mà mình lấy của mình là tay XXL là vừa rồi. Nó chọn size đó các bạn. Còn cái chọn size XXL thì loại rất là lớn, loại trung bình nó là bình trung bình nó là XL, loại nhỏ là small.
cái loại này thì các bạn tay trung bình của mình thì các bạn cứ lấy dòng XL đi, còn các bạn nếu mà tay to từ 20 đến 22 nè thì các bạn sẽ chọn dòng XXL nha, còn tay mình bị ngang á, bị dài á, nó 17 18 gì đó thì mình sẽ lấy XL, nói chung là mang rất là vừa rồi. Thì mình thấy cái đường may rất là trắng chắc các bạn, may rất là tốt, nói chung là 100.000 cái rất là hợp với số tiền bạn bỏ ra, rất là hài lòng với số tiền 100.000 các bạn. Ở trong cái gù bằng tay này các bạn nhìn nó vẫn sẽ có thêm một cái miếng đệm cao su để các bạn lỡ mà các bạn bị ngã xe nó trơn dưới đây nè. Nói chung cái này là không có so sánh với mấy cái bao tay vài triệu hoặc là vài trăm ngàn vài triệu kia, nhưng mà mình nói chung là mang cái này mình chỉ phòng hờ lúc mà mình ngã xe trượt xe nhẹ thôi, nó sẽ nói chung cũng đảm bảo cho mình được nha. Bạn đừng có so sánh với bao tay mà xịn kia vài triệu kia đó các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nha, thì các bạn cứ mua bao tay này mình mua ở trên Lazada rồi Baker nè. Rồi cảm ơn các bạn nha.